Hello, xin gửi đến anh em thêm một lead tiếp theo. Vẫn là hàng đối lốc, hàng Nhật Bản anh em nhé. Dòng này dòng size và dòng size trung trở lên. Thì đây tất cả những con cuối cùng các bạn nhé. Đấy, còn đúng 5 con dòng size to cho anh em thôi. Đấy, và thì cũng xin đưa sang đầu tháng, nhưng mình cũng sửa quán ấy là có thể nhỡ các bạn tầm từ 10-15 ngày anh em nhé. Các bạn nào có nhu cầu thì sẽ cố gắng là mua sớm, bởi vì trong thời gian chờ sang thì mình chẳng khó ra đưa cho anh em đâu. Đang có 5 size tương đối xem giống nhau, mình sẽ ly vào từng con cho các bạn lựa chọn nhé. Đấy, thì nguyên tắc vẫn đơn giản thôi, giá chưa bao gồm ship, anh em lấy từ 3 sản phẩm trở lên thì mình sẽ bao ship luôn cho nhau, tính ra sẽ giao lọc cho anh em tầm 10 nghìn. Tất cả các sản phẩm này hàng mình hàng tuyển chọn hàng lượng nên là giá mình bán rất là sát giá này. Đấy, một số anh em cũng giao lọc cho một chút thôi các bạn nhé, không giao lọc được nhiều cho lấy may lên bán thôi. Đấy, đầu tiên mình sẽ đi vào từng em một cho các bạn kiểm tra hàng. Đầu tiên em này mã số 14 các bạn nhé. Đấy, dòng này dòng size đứng thì cái chiều ngang nó là 23 và chiều sâu nó là tầm 16. Đây nắp thủy tinh rất đẹp nhá, trên này có các tem ghi chú con Nhật. Đây em này thì để anh em sử dụng luộc rau hoặc luộc các lửa con gà này, hay là con vịt đều được. Đấy, vì cái đường kính này nó 23 từng nó tương đối ok, và chiều sâu 16 thì anh em đầu thoải mái rồi. Lưu ý các dòng này đa số là dòng một đáy và đáy bình thường đáy mỏng nhá, không phải đáy hai đáy như một số dòng khác, riêng cái dòng này như thế anh em nhá. Đấy, tay chân thì còn rất là đẹp luôn. Em này mã số 14, 270.000 thôi anh em nhá. Mà lỗ thì đối là cao to đẹp da. Mà em đường kính rộng hơn một chút là đường kính 25, rộng hơn em này 2cm. Đấy, nhưng mà này lông hơn một chút chỉ có 13 thôi. Đấy. Anh em lưu ý anh em xem kỹ phần kích thước nhá. Nhiều khi này gửi đến cho các bạn thì lại bỏ to quá hoặc là bé quá thì nó khó. Em này vẫn là dòng một đáy, tay chân đẹp. Anh em cái này có sử dụng hay làm nồi lẩu được nhé, vì thường không quá cao. Đấy, anh em vẫn làm nồi lẩu được, bí quá làm nồi lẩu được. Em này mã số 16, 290.000 các bạn nhé, 25x13. Một em cũng đường kính 25 nhưng mà thấp hơn một chút nữa. Đấy, 25x12, mã số 05, 180.000. Con này thì inox thì sẽ nhẹ hơn một chút, tên giá chỉ có 180.000 thôi. Tính theo cân nặng mà nhé, 220.000 1kg. Chỗ này nó hơi bị xả một tí này. Này chốc mình sẽ tháo là mình sẽ mài bằng cho anh em nhé, anh em nó thẩm mỹ đẹp. Cái này chắc là người cũ đang đun ga đang bám vào đấy. Mã số 05, 180.000. Một em size rộng nữa, kiểu dáng giống em trước 26 nhưng mà bốn to một chút. Này nặng hơn vì nó làm lắp kính các bạn nhé. Mã 43 và 280.000. Anh em có thể chủ ở nhà mình hoặc là báo mình mã, mình sẽ chủ ở chi tiết cho anh em. Mã cuối cùng đây, em này mình chưa đánh mã như một em thứ nhất thôi, 245k, đường kính 27x10, đường kính to nhất luôn. Em là thiết kế cái lắp kiểu dạng vòng cung này các bạn nhé. Đây một số cái đòn đuống nó cồng cành, nó để nhô lên, nhô luộc gà và nhô chân cũng được. Đấy, anh em này ăn con này ăn lần đầu thì ok luôn. Thì chiều cao là 10, nó vừa tầm các bạn nhé, và tất nhiên vẫn là một tế mỏng rồi. Thì một số anh em bảo mỏng như tờ giấy này toàn dùng sao được, thì xin thưa anh em các bạn có đi ăn đậu các cái quán xem, tất cả các dòng đồ ăn đậu bao giờ cũng dòng đế mỏng các bạn nhé. Vì cái sản phẩm bên mình nhập về nào bên mình bán hết thôi, chứ bây giờ mình cũng không phải người sản xuất. Nên một số anh em cũng comment thì chê toàn hàng mỏng luôn, thì tùy vào mới sử dụng các bạn nhé.
cái hàng mỏng thường thường nó chiếm gần như 80% tất cả các dòng hàng nội nhật bãi, và một số dòng sử dụng thì là nồi dày anh em nhé. 5 em size tổng chung chung, anh em ưng em nào thì báo mình nhé, alo 0979665264 hoặc 0934230664. Xin chào anh em ở những video sau.